Nếu như trường hợp bé như bạn mà gầy gò ốm yếu hay gặp các vấn đề về tiêu hóa này, ăn uống hay bị đi phân sống, ăn không tiêu hoặc là bạn ấy chậm tăng cân, thì cái việc mà ngoài cái việc mà bạn cần phải duy trì một chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý, cân đối các thành phần, thì bạn cũng nên bổ sung thêm cho bé những cái sản phẩm. Và cái sản phẩm như bạn vừa nói là cái thạch rau nho Yummy Baby có thể sử dụng được cho con bạn hay không ạ? Thì tôi có biết về cái sản phẩm này và thực tế là có rất nhiều những em bé có những dấu hiệu giống như em bé nhà bạn và em bé đã sử dụng vô cùng hiệu quả. Tôi đánh giá cao cái sản phẩm này bởi vì những lý do sau đây. Thứ nhất là trong sản phẩm có chứa những thành phần axit amin thiết yếu như là lysine, như là actinin, fumarate, arginine. Đó là những axit amin thiết yếu nó giúp cho cơ thể bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường hấp thu cũng như là tăng cường phát triển chiều cao. Đặc biệt là lysine. Bạn biết rằng là lysine nó là một trong 8 axit amin thiết yếu mà cơ thể của chúng ta không thể tự tổng hợp được mà nó phải cung cấp từ bên ngoài vào. Lysine nó có tác dụng làm cho tăng cường cái tiêu hóa thức ăn thông qua cái việc nó kích thích tiết cái enzyme tiêu hóa. Ngoài ra thì lysine nó còn làm tăng hấp thu canxi và tăng tổng hợp collagen, từ đó mà nó giúp cho bé phát triển chiều cao. Ngoài ra thì lysine nó còn tham gia vào các thành phần của các cái tế bào miễn dịch, cho nên nó còn làm giúp bé tăng cường cái miễn dịch của cơ thể nữa. Ở trong thạch rong nho Yummy Baby còn có chứa những chiết xuất là rong nho. Bạn biết rong nho là một loại rong biển và nó có hình giống như là chùm nho và nó rất là tốt đối với sức khỏe. Nó có thể coi đây là một cái loại rau mà tốt nhất thế giới bởi vì trong đó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của bé. Thứ nhất là nó có các cái axit amin, có protein và trong đó có cả thành phần lysine. Thứ hai là nó có chứa các axit béo không no là các omega 3 bao gồm DHA, ARA và EPA. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển không chỉ của trí não, thị lực mà DHA thì nó còn giúp cho phát triển hệ xương, nó làm tăng cái khối lượng xương mà giúp cho xương của bé được phát triển chiều cao, được phát triển về cái chiều dài tốt hơn. Ngoài ra thì trong thạch rong nho thì còn có chứa những cái vi chất dinh dưỡng khác như là vitamin A này, vitamin C, vitamin nhóm B. Bạn biết là vitamin A thì rất là tốt cho thị lực rồi. Thế và còn có chứa một hàm lượng canxi cao gấp 3 lần so với ở trong sữa. Và đặc biệt là trong cái thạch rong nho còn có một cái hàm lượng là iốt. Bạn biết là iốt sẽ tác dụng tốt đối với là trí não. Nếu như chúng ta mà thiếu iốt thì em bé sẽ dễ có nguy cơ chậm phát triển trí tuệ. Trong thạch rong nho còn có một thành phần nữa, đấy là cái chất xơ hòa tan. Cái chất xơ này nó có tác dụng rất tốt đối với cái đường tiêu hóa của trẻ. Nó không chỉ là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn, nó sẽ giúp cho các cái lợi khuẩn phát triển và nhờ đó thì cái cơ thể em bé nó sẽ lập lại được cân bằng vi khuẩn ruột và khi lợi khuẩn phát triển thì quá trình tiêu hóa thức ăn của bé nó sẽ diễn ra được suôn sẻ hơn và các thức ăn mà em bé ăn vào nó sẽ được mà tiêu hóa và hấp thu hết. Ngoài ra thì chất xơ đấy nó còn có rất là ái tính đối với nước. Khi mà mình ăn vào trong cơ thể thì nó sẽ ngậm nước và nó làm cho cái phân nó mềm hơn và bé cũng dễ đi tiêu hơn. Cho nên em bé nào mà bị táo bón thì ăn cái thạch rong nho Yummy Baby sẽ rất là tốt. Trong cái sản phẩm còn có chứa là cái tinh chất của quả cherry. Bạn biết rằng quả cherry thì nó chứa rất là nhiều các vitamin, các khoáng chất như vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B, kẽm, đồng, mangan và nhiều vi chất dinh dưỡng khác, nó cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa của em bé. Ngoài ra trong sản phẩm còn có chứa một thành phần rất là độc đáo, đấy chính là kẽm gluconat. Bạn biết là trong cơ thể thì chúng ta tuy kẽm chỉ chiếm hàm lượng rất nhỏ nhưng lại có một vai trò vô cùng to lớn. Nó tham gia vào hầu hết các quá trình chuyển hóa trong cơ thể và kẽm cũng tham gia vào thành phần cấu tạo của các cái tế bào miễn dịch, nhờ đó nó giúp làm tăng cường miễn dịch. Và kẽm thì nó kích thích các cái chồi vị giác, khứu giác làm cho em bé ăn ngon miệng hơn và bé thèm ăn một cách tự nhiên. Ngoài ra đối với đường tiêu hóa thì kẽm nó còn có tác dụng phục hồi cái niêm mạc ruột và nhờ đó mà làm tăng cường hấp thu các vi chất dinh dưỡng. Như niêm mạc ruột của em bé nhà bạn là bị kém hấp thu thì những cái niêm mạc ruột đấy nó giống như là cái mảnh đất cằn, nó rất là kém phát triển. Cho nên là nhờ cái kẽm này mà cái niêm mạc ruột nó sẽ phục hồi được cái sự phát triển bình thường của nó và vì thế mà hấp thu dinh dưỡng nó sẽ được tốt hơn. Như bạn thấy đấy, trong thạch rong nho Yummy Baby có chứa rất nhiều các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của bé. Không những nó bổ sung cho bé các vi chất dinh dưỡng mà nó còn giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng như là cái sức đề kháng tốt. Tôi tin rằng cùng với một chế độ ăn uống khoa học, vui chơi hợp lý và bổ sung thêm cái sản phẩm thạch rong nho Yummy Baby, chắc chắn bé nhà bạn sẽ có được sự phát triển tốt kể cả về thể chất cũng như là trí tuệ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.